Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá và ngay sau đây thì Sơn gửi đến các bạn bản tin bóng đá tối ngày hôm nay 14 tháng 11 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong thông tin đầu tiên này thì xin gửi đến quý vị các bạn động thái mới nhất của huấn luyện viên Popov, một trong những huấn luyện viên ngoại được yêu thích tại Việt Nam hiện nay, nhắn nhủ đến bộ đôi tuyển thủ Việt Nam trước thềm trận đấu gặp tuyển Philippines. Ở phần tin tiếp theo thì mời các bạn đến với phản ứng của báo chí Philippines trước thềm trận giao quân của đội nhà tiếp đón tuyển Việt Nam ngày 16 tháng 11 tới đây. Và ở phần tin cuối cùng thì mời các bạn đến với nội dung là liệu vị trí hậu vệ cánh trái của tuyển Việt Nam sẽ thuộc về cái tên nào khi mà Đoàn Văn Hậu đã vắng mặt ở đợt tập trung này. Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, để cập nhật thêm nhiều những thông tin trong ngày thì ngay trên màn hình của các bạn có thể nhấn vào biểu tượng kênh, sau đó thì nhấn vào phần video rồi kéo xuống. Ở cột mới nhất thì ở đó có nhiều những thông tin mà kênh đã cho đăng tải. Và nếu thấy hữu ích thì các bạn hãy để lại cho một like và cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin cập nhật nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn. Các bạn thân mến, mới đây thì huấn luyện viên Popov đã nhắn gửi đến hai cầu thủ của đội tuyển Việt Nam trước trận giao quân tại vòng loại World Cup 2026. Như đã biết thì trong số 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sang Philippines thì Thanh Hóa đóng góp một gương mặt là tiền vệ Thái Sơn. Ngoài ra thì một cầu thủ từng chơi cho Thanh Hóa ở mùa giải trước là Lê Phạm Thành Long cũng có tên trong danh sách này. Sáng ngày hôm qua thì cả Thành Long và Thái Sơn cùng di chuyển sang Philippines để chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Ngày hôm nay thì ông Popov, huấn luyện viên trưởng của Thanh Hóa đã cho đăng tải bức ảnh hai cầu thủ của mình tại sân bay kèm theo lời nhắn: "Chúc may mắn nhé các chàng trai của tôi." Vị chiến lược gia người Bulgari đăng tải theo biểu tượng hình trái tim và quốc kỳ Việt Nam để thể hiện tình cảm với các cầu thủ của mình. Trong khi đó thì chia sẻ với báo chí, ông Popov cho biết: "Thành Long không còn ở trong đội của tôi nữa, nhưng cậu ấy vẫn luôn là cậu học trò của tôi. Tôi mong là Thành Long sẽ được ra sân ở hai trận sắp tới." Còn về Thái Sơn thì cậu ấy cũng tương tự như là Thành Long, cậu ấy đã có được vị trí trong đội hình khi Thành Long đến Công an Hà Nội. Tôi tin là Thái Sơn sẽ có một tương lai sáng lạn. Cả hai cầu thủ này đều rất thông minh, đọc trận đấu rất tốt và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, tổ chức trận đấu theo cách mà tôi muốn. Thái Sơn được đánh giá là người nổi bật trong trận gặp Syria hồi tháng 6 vừa qua. Cầu thủ được coi là cánh chim lạ đến từ xứ Thanh vào sân từ đầu để thế chỗ cho Hoàng Đức. Hiện tại thì Thái Sơn và Thành Long đang đều trong quá trình tập luyện cùng đội tuyển quốc gia. Cả hai còn hai buổi tập nữa để chứng minh năng lực với ông Philippe Jouzier. Các bạn thân mến, trong bài phân tích mới đây thì tờ The Games của Philippines đã động viên các tuyển thủ nước nhà bằng cách là hồi tưởng lại chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam hồi năm 2010 ngay tại Mỹ Đình, và họ gọi đó là ký ức Hà Nội tươi đẹp bởi chiến thắng này đến ngay tại sân của đối thủ trong bối cảnh mà Việt Nam đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, tờ The Games của Philippines viết: "Trong lịch sử những lần gặp gỡ Việt Nam, Philippines luôn là bị lép vế, nhưng có một sự kiện đã trở thành điểm nhấn. Trên sân của Việt Nam, những người 2 năm trước đó đã vô địch AFF Cup, đội tuyển Philippines đã chơi đầy hiệu quả. Trong hiệp 1 thì chúng ta chủ động tấn công và là đội tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn. Và chỉ vài phút sau khi hiệp 1 kết thúc, Chris Greenwich đã ghi bàn, đội tuyển Philippines bước vào hiệp 2 với tỷ số 1-0. Đương nhiên Việt Nam khi đó tấn công mạnh mẽ trong hiệp 2 với mong muốn là gỡ hòa. Nhưng bất chấp rất nhiều nỗ lực, Philippines vẫn giữ được lợi thế mong manh của mình. Thủ thành Neil Etheridge, người sau đó cập bến giải ngoại hạng Anh, đã có pha cứu thua xuất sắc trước các chân sút của Việt Nam. Bất cứ ai cổ vũ cho tuyển Philippines chắc chắn đều cầu nguyện thời gian mau trôi qua vì chúng ta dẫn một bàn. Tuy nhiên, may mắn thay, Finn Ian Husband đã ghi bàn thắng thứ hai và là pha lập công quyết định giúp cho Philippines giành thắng lợi trước nhà đương kim vô địch với tỷ số 2-0. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Philippines ăn mừng chiến thắng vang dội, trái ngược với sự thất vọng tràn trề của Việt Nam, đội bóng được coi là ứng viên vô địch hàng đầu. Sau chiến thắng này, cùng với trận hòa trước Myanmar, Philippines đã tiến vào vòng bán kết. Mặc dù cuối cùng, chúng ta đã bị loại khỏi giải đấu với hai trận thua ở bán kết trước Indonesia, nhưng bằng cách nào đó, chiến thắng ở Hà Nội đã trở thành liều doping kích thích sự phát triển của bóng đá Philippines trong những năm sau này. Tờ The Games của Philippines cho biết là giai đoạn 2010-2014 là đầy hưng thịnh với đội tuyển của họ khi họ đã nhiều lần gây tiếng vang ở các giải khu vực,
đồng thời lọt đến vòng loại cuối của World Cup 2014. Những năm 2010 là thời kỳ phục hưng của bóng đá Philippines. Phải thừa nhận rằng mức độ quan tâm đã giảm xuống vào những năm 2020. Tuy nhiên, với việc tuyển nữ gây bão ở World Cup vừa qua và đội tuyển nam tiến đến vòng loại World Cup 2026, có thể kỳ vọng một kỷ nguyên mới sẽ mở ra bắt đầu từ trận tái đấu với Việt Nam. Trong khi đó thì một trang báo khác là trang báo Inquirer của Philippines cho rằng đội nhà là vào thế cửa dưới so với tuyển Việt Nam. Đồng thời thì trang báo này gọi đội bóng của ông Philippe Jouzier là thế lực của Đông Nam Á. Cụ thể, trang báo này viết: huấn luyện viên Michael West của tuyển quốc gia Philippines đang kêu gọi sự ủng hộ của khán giả nhà sau khi ông công bố danh sách của tuyển Philippines dự vòng loại World Cup. Vị huấn luyện viên người Đức tin tưởng là đội nhà có thể tạo ra màn trình diễn mang tính cạnh tranh với thế lực của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam ở vòng loại thứ hai của World Cup 2026 tại khu vực châu Á. Các bạn thân mến, như đã biết thì Việt Nam, Indonesia và Philippines là những đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á nằm ở bảng F. Philippines và Việt Nam gặp nhau trong trận giao quân diễn ra ngày 16 tháng 11. So với tuyển Philippines thì Việt Nam của chúng ta được đánh giá là cao hơn. Trong quá khứ thì 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội tuyển Việt Nam đều bất bại. Trang Inquirer sau đó thì chia sẻ hình ảnh về đội tuyển Philippines vào lúc này và họ viết: các cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài bao gồm Jefferson Tabinas đang khoác áo Mito Holyhock ở Nhật Bản hay là Santiago Rubilico, đội trẻ của Atletico Madrid Tây Ban Nha, sẽ kết hợp với các cầu thủ đang thi đấu ở trong nước. Nổi bật trong số này là các gương mặt khoác áo câu lạc bộ Kaya của Philippines như là Justin Baat, Menzi, Marvin và Jess Meliza. Họ có ưu điểm là được thi đấu quốc tế khi cùng câu lạc bộ Kaya tham dự đấu trường Cúp Châu Á. Họ sẽ cùng gánh vác với đội tuyển quốc gia ở giai đoạn khởi đầu của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trang Inquirer kết luận. Các bạn thân mến, trước trận đấu mở màn gặp đội tuyển Philippines tại vòng loại thứ hai của World Cup 2026 thì hẳn là nhiều người đang quan tâm là ông Philippe Jouzier sẽ chọn ai để chơi tại vị trí hậu vệ cánh trái khi mà Văn Hậu đã dính chấn thương và không thể có mặt. Như thông tin đã đưa trước đó thì là Văn Hậu đã dính chấn thương và không thể tập trung cùng đội tuyển của chúng ta, thực sự là mang đến tiếc nuối lớn cho ông Philippe Jouzier cũng như người hâm mộ. Sự vắng mặt của chân sút này cũng là cơ hội dành cho những người khác và thực tế thì điều này cũng đã xảy ra nhiều lần dưới triều đại của ông Park Seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã chọn Hồng Duy, thậm chí là những người đá trái kèo như là Hồ Tấn Tài hay là Văn Thanh để lấp vào chỗ trống. Còn với ông Philippe Jouzier thì có vẻ như là mọi thứ sẽ khác. Ông thầy người Pháp này ưa thích sử dụng những cầu thủ phòng ngự đá thuận chân, tức là thuận chân nào thì sẽ đá ở cánh đó. Tại vị trí hậu vệ trái, Võ Minh Trọng đang nổi lên như là một ứng viên nặng ký. Hậu vệ này là học trò cưng của ông thầy người Pháp từ ngày ông còn dẫn dắt đội tuyển U19 Việt Nam. Khi trở lại thì nhà cầm quân người Pháp thường xuyên sử dụng Minh Trọng ở vị trí hậu vệ cánh trái tại cấp độ đội tuyển U23 hay là khi lên đội tuyển quốc gia. Sao mai này cũng đã thường xuyên được trao cơ hội. Đợt tập trung FIFA Days tháng 10 vừa qua, nếu ở trận đầu tiên gặp tuyển Trung Quốc, ông Philippe Jouzier sử dụng Việt Hưng ngay từ đầu, sau đó thì anh phải rời sân ở phút 79 để nhường chỗ cho Tiến Linh. Thì hai trận còn lại gặp Uzbekistan và Hàn Quốc, người được chọn chính là Minh Trọng. Trong khi đó thì Việt Hưng phải ngồi ngoài trong cả hai trận đấu còn lại. Nếu dựa trên những thông số thì có thể thấy Minh Trọng đang là ứng viên số 1 cho vị trí này. Thêm nữa thì cầu thủ đang khoác áo Bình Dương còn có thêm lợi thế khi chơi rất ăn ý với trung vệ trái Phan Tuấn Tài. Hẳn nhiều người vẫn chưa quên những pha phất bóng dài của Tuấn Tài đã trở thành một vũ khí lợi hại của đội tuyển U23 Việt Nam kể từ khi ông Philippe Jouzier nắm sa bàn tại đội tuyển. Nhắc lại để thấy rằng khả năng đá chính của Minh Trọng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào Tuấn Tài và nó còn phụ thuộc vào chiến thuật cũng như là cách lựa chọn tấn công mà huấn luyện viên Philippe Jouzier đặt ra cho các học trò. Tất nhiên thì Triệu Việt Hưng cũng có cho mình những cơ hội để cạnh tranh vị trí hậu vệ cánh trái. Sự thật, những phút có mặt trên sân trong trận đấu với Trung Quốc, cầu thủ này chưa để lại nhiều dấu ấn, nhưng không vì thế mà bị đánh giá thấp về chuyên môn. Trong màu áo Hải Phòng thì tiền vệ này đang giữ một vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến thuật của ông Chu Đình Nghiêm. Điều ấn tượng, Việt Hưng không chỉ chơi hay khi được xếp đá tiền vệ trái hay là tiền vệ trung tâm, mà anh đặc biệt xuất sắc ở vị trí hậu vệ cánh trái. Ở trận lượt đi gặp câu lạc bộ Sabat FC tại AFC Cup
Tại sân Lạch Tray thì Việt Hưng đã lùi xuống hậu vệ trái và góp công lớn giúp đội nhà thắng 3-1. Ông Philippe Chuozier có thể sẽ tham khảo cách sử dụng Việt Hưng của người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm để áp dụng ở đội tuyển quốc gia. Dĩ nhiên thì việc chọn ai và như thế nào thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khi vận hành chiến thuật. Nhưng như đã đánh giá thì Minh Trọng và Việt Hưng có những lợi thế để cho nhà cầm quân người Pháp tin tưởng và cũng có thể sẽ đưa ra một giả định là Việt Hưng sẽ trở thành một kép phụ và anh sẽ là chiếc chìa khóa để cho đội tuyển cần thay đổi trong những pha xuyên phá ở cánh trái. Tóm lại là Minh Trọng và Việt Hưng là hai sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí hậu vệ cánh trái. Ông Chuozier sẽ phải có sự tính toán phù hợp để cho hai cậu học trò này phát huy tối đa những sở trường cũng như là hạn chế sở đoản của mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.